Cậu thanh niên xăm trổ này mỗi ngày phải chạy lên những con dốc mỗi sáng sớm, lên tới đỉnh dốc rồi lại tiếp tục chạy bộ trên hàng nghìn bậc thang. Phía sau là một ông chú ngồi trên xe đang hối thúc anh. Ông chú này đang huấn luyện anh trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Mặc dù mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt tái dại như chó thui nhưng anh không được phép nghỉ. Sáng chạy lên dốc, chiều lên bậc thang, còn tối thì đẩy lốp xe nặng cả tấn. Chạy bộ xong thì ông chú lại đưa anh đến sân tập bóng rổ để tiếp tục hành xác. Anh được sắp xếp tập luyện cùng những huấn luyện viên chuyên nghiệp. Anh được tập những kỹ thuật dẫn bóng, rồi lại tập ném bóng vào rổ ở những khoảng cách khác nhau. Tiếp theo là vừa dẫn bóng vừa đẩy một người phía trước. Thời gian rảnh thì đến phòng tập gym tập luyện cùng huấn luyện viên với cường độ cao, luyện cơ tay bằng cách nâng quả tạ đòn bằng một tay. Không những thế, để trở thành con mãnh thú trong làng bóng rổ, anh ta còn được huấn luyện viên thúc vào đít mỗi ngày. Tối thức khuya như chó, sáng dậy sớm như gà. Đến cả ăn uống cũng không được ăn những món theo sở thích của mình. Không ăn hết đồ ăn cũng bị la mắng một cách thậm tệ. Trước đó anh ta chỉ là một công nhân xây dựng bình thường, sống trong một con phố nghèo ở Tây Ban Nha. Trên răng dưới bình xăng, không có gì trong tay. Nhưng cơ duyên đã đến với anh. Một ngày nọ, vô tình ông chú này xem được một trận đấu đường phố, nhìn ra được tài năng của anh nên ông ấy muốn phát triển anh trở thành một ngôi sao bóng rổ. Sau đó, anh tập luyện chăm chỉ để có thể ứng tuyển vào một đội bóng rổ nổi tiếng của NBA, giải bóng rổ lớn nhất thế giới. Điều gì đã khiến anh ấy phải nỗ lực như vậy? Anh ấy có thể trở thành một cầu thủ bóng rổ xuất sắc hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Đây là Stanley Sugerman, anh ta là một tuyển trạch viên quốc tế về bộ môn bóng rổ. Công việc của anh ta là tìm kiếm những nhân tài mới cho đội bóng rổ Philadelphia 76 của NBA, hàng ngày phải miệt mài tìm kiếm những ứng cử viên tiềm năng trên khắp thế giới. Công việc xa nhà thường xuyên của anh ảnh hưởng đến vợ anh và cô con gái Alex. Trở về nước chưa kịp về nhà, anh đã phải tham gia một cuộc họp. Vincent là con trai của chủ tịch và hắn không hề ưa Stanley. Hai người liên tục đưa ra những luận điểm trái ngược nhau. Sau cuộc họp, chủ tịch Red lái xe đến và muốn gặp riêng anh. Ông gọi anh lên xe đi cùng mình đến một nơi. Ông ấy đưa anh đến một căn phòng, đây là phòng làm việc của ban huấn luyện. Anh được ông thăng chức lên làm trợ lý huấn luyện viên, công việc này cho phép anh ở gần với vợ con. Anh vui mừng về thông báo cho gia đình mình. Vợ anh nghe thấy thế thì vô cùng vui sướng. Vài ngày sau, trong khi Stanley đang lái xe thì chợt nghe tin trên radio thông báo Rex qua đời. Stanley nghe thấy tin này thì vô cùng buồn bã. Tang lễ của chủ tịch Rex diễn ra. Mọi người đều đến cúng viếng, bày tỏ lòng kính trọng với ông. Stanley đến chỗ cô con gái út của Rex và chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Cô nói cô vẫn giữ ghế trong hội đồng, còn Vincent sẽ điều hành công ty. 3 tháng sau, trong lúc Stanley đang huấn luyện cầu thủ thì Vincent gọi anh lên văn phòng. Vincent loại Stanley ra khỏi ban huấn luyện. Hắn bắt anh phải đi ra nước ngoài, trở về với công việc cũ, là tìm những ứng cử viên mới cho đội bóng sắp tới. Stanley buồn bã nói, chú đã không ở nhà trong sinh nhật con gái suốt 9 năm rồi. Vincent không quan tâm và vẫn quyết định như vậy. Không thể mất việc, Stanley đành ngậm ngùi rời đi. Về đến nhà, Stanley chia sẻ chuyện mình phải quay lại công việc cũ với vợ. May mắn vợ anh thông cảm và ủng hộ anh. Rồi Stanley lại xách vali đi. Ước mơ làm huấn luyện viên của anh một lần nữa đã bị dập tắt. Chỉ có một người biết khả năng thật sự của anh, nhưng người đó tèo mất rồi. Lần này anh có một chuyến đến Tây Ban Nha. Ở đây anh có dịp ghé thăm một người đồng đội cũ. Nơi này toàn là gái xinh, em nào cũng tươi roi rói, nhưng Stanley không dám nhìn. Nhìn cái là vợ nó xẻo cái chân giữa đi ngay. Lúc này người đồng đội cũ của anh đưa ra một lời đề nghị. Anh ta ngỏ lời muốn Stanley bỏ việc bên kia để về làm vị trí người đại diện với anh ấy. Nhưng Stanley vẫn muốn thực hiện ước mơ làm huấn luyện viên của mình. Trong lúc Stanley đang suy nghĩ về những lời đề nghị thì anh nhìn thấy một trận bóng đường phố ở đây. Không khí náo nhiệt của trận bóng đã hấp dẫn Stanley. Anh tò mò đi đến xem thử và khá hứng thú với những cầu thủ đường phố này. Stanley chú ý thấy một cậu trẻ với vóc dáng cao lớn đang đi những đường bóng xuất sắc. Anh chàng này tên là Bo Cruz. Chỉ với vài đường cơ bản mà anh ta đã cho tên lùn này một bài học. Tên lùn đẩy ngã anh và thừa cơ lao lên. Tưởng cơ hội đến thì Bo bất ngờ chặn được. Điều này khiến Stanley rất bất ngờ. Không khí trở nên căng thẳng. Tên lùn này thua nên rất cay cú. Hắn nói Bo chơi phạm luật và không công nhận chiến thắng của anh. Vì để lấy lại thể hiện nên hắn muốn thách đấu với Bo. Anh không đồng ý và quay đi, nhưng hắn lại ném bóng vào lưng anh. Anh tức giận quay lại đồng ý lời thách đấu của hắn. Ba cú ném đổi lấy $20. Hai bên móc tiền ra ném vào người nhau, sau đó trận solo bắt đầu. Tên lùn cầm bóng tấn công, hắn múa khá dẻo nhưng Bo đã cản được hắn. Quả thứ hai thì cũng không khá hơn là bao. Đến quả thứ ba thì hắn ném vào khung rổ để bóng bật lại đánh lừa Bo, nhưng cũng bị Bo bắt bài. Bo đã giành chiến thắng. Anh nhặt số tiền lên và khiêm tốn rời đi. Stanley thấy vậy thì không muốn để tuột mất nhân tài này. Anh liền đuổi theo để thuyết phục Bo. Đuổi kịp lên một chuyến xe bus, Stanley dùng Google dịch để nói chuyện với Bo. Anh nói muốn đưa Bo về Mỹ để thi đấu chuyên nghiệp, nhưng dường như Google dịch đã không giúp được Stanley. Bo không nói lời nào và rời đi, nhưng Stanley không muốn từ bỏ. Anh bám theo Bo về đến tận nhà. Bo thấy Stanley bám theo mình thì lấy gậy đuổi Stanley đi, thì ra Bo cũng biết nói tiếng Anh. Stanley trấn tĩnh Bo rồi giải thích mình là tuyển trạch viên của NBA. Lúc đầu Bo vẫn tưởng Stanley là một tên đều.
Vì muốn Bo và mẹ anh ấy tin mình là tuyển trạch viên thật, Stanley đã gọi video cho người bạn của mình là vận động viên bóng rổ nổi tiếng. Bo nhìn thấy ông ấy thì phần nào cũng tin. Thế là Stanley đã chứng minh được thân phận của mình là thật. Sau đó Bo mời Stanley vào nhà. Lúc này Stanley mới có cơ hội giới thiệu về công việc của mình. Stanley nói chuyện với mẹ của Bo để biết thêm thông tin về cậu chàng này hơn. Bo đã có khiếu chơi bóng rổ từ bé, bố của Bo thì đã bỏ đi với tình nhân. Thời trẻ trâu Bo đã vô tình có con, vợ của Bo cũng bỏ hai bố con anh mà đi nên Bo không có cơ hội phát triển. Bo phải đi làm để lo cho mẹ và con gái mình. Stanley đề nghị sẽ đưa anh ra nước ngoài để đào tạo anh trở thành một ngôi sao bóng rổ nổi tiếng. Mẹ của Bo thắc mắc về mức lương mà con mình nhận được là bao nhiêu. Sau khi nghe thấy mức lương cao thì mẹ của Bo vô cùng ủng hộ. Điều đó sẽ mang lại cho họ cuộc sống tốt hơn. Bo cũng đồng ý nhận lời Stanley. Sáng hôm sau, Bo đã đến buổi tập luyện. Stanley giới thiệu anh làm quen với huấn luyện viên và các cầu thủ khác. Lúc anh được các đồng đội bảo nhảy thử thì cả đám đã trố mắt khi Bo đã chạm được đến mức cuối cùng. Bo cũng không làm Stanley thất vọng khi ném trúng 44 trên 50 quả vào rổ. Stanley gọi điện để thông báo với Vincent. Nhưng Vincent không đồng ý, hắn có hiềm khích với Stanley nên mọi ý kiến của anh đều bị gạt bỏ. Nhưng Stanley không bỏ cuộc. Anh vẫn quyết định đưa Bo về vì không thể bỏ lỡ một nhân tài. Đây là lần đầu tiên Bo rời xa gia đình và cũng là lần đầu tiên anh được đi máy bay. Anh rất vui mừng và còn lấy bánh mì cho Stanley ăn cùng. Khi bay sang đến Mỹ thì có một rắc rối nhỏ xảy ra. Bo đã bị hải quan Mỹ giữ lại. Lý do là vì anh có tiền án tiền sự. Bo có một án hành hung nghiêm trọng từ trước. Stanley đã phải nhờ sự giúp đỡ của một người bạn luật sư thì Bo mới được thả. Từ bây giờ chỉ cần có một lỗi kể cả đỗ xe không đúng quy định cũng có thể bị hủy visa mãi mãi. Ra đến xe thì Stanley không hề tức giận. Anh chỉ muốn từ bây giờ cả hai sẽ không có bí mật gì nữa. Anh đưa cho Bo một chiếc điện thoại mới để Bo có thể thoải mái gọi điện về cho con gái. Hôm sau Stanley đến đón Bo để đưa anh đến chơi trận đấu ra mắt. Nhưng khi đến khách sạn thì bảo vệ bảo cậu ấy đã đi rồi. Stanley ra sân bóng tìm thì thấy Bo vẫn dùng những kỹ năng của mình để kiếm tiền như hồi ở Tây Ban Nha. Điều này làm cho Stanley không vui một chút nào. Chúng ta đến đây không phải để chơi độ. Sau đó, Stanley đưa Bo đến trận đấu tuyển chọn để giới thiệu anh với ban lãnh đạo. Vincent cũng có mặt ở đây. Hắn tỏ ra không thích Bo vì đã biết rằng luật sư đã gặp hai người ở sân bay. Sau khi Bo rời đi để chuẩn bị thì Stanley giải thích rằng anh muốn Vin tận mắt thấy tài năng của Bo. Tên Vin miễn cưỡng đồng ý, nhưng bất ngờ là Kermit Will lại xuất hiện ở đây. Cậu ta là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng lại có mặt ở trận đấu của những tân binh. Stanley cố gắng giải thích cho Bo hiểu rằng hắn là một tên khôn lỏi. Nó đến đây để thể hiện. Hãy chơi quyết liệt với nó. Làm khó được Kermit cả thế giới sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác. Nhưng khó khăn cho Bo là Kermit vừa vào trận đấu đã nhắm đến Bo. Hắn dùng những lời lẽ không tốt để cố ý khích tướng anh. Bo là người mới nên nhanh chóng ý chí của anh đã bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó. Bo đã không thể ngăn cản pha ghi bàn của Kermit. Rồi anh chạy trên sân như kiểu đang bị dắt mũi. Ở ngoài thì Vincent đang rất vui mừng vì trò hề của Bo trên sân. Nhưng Bo lại cản được một pha ghi điểm của Kermit lên nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Bo sau đó cũng ghi bàn nhờ một cú ném từ xa khiến mọi người khá bất ngờ. Kermit lại chơi bài nói đều khiến cho Bo dần dần mất phương hướng. Stanley thấy thế thì khuyên Bo nên nghỉ ngơi chút để bình tĩnh lại nhưng Bo không nghe. Tên Kermit thì liên tục ghi bàn còn Bo thì liên tục ném bóng lỗi khiến cho mọi người thất vọng. Ra đến ngoài Stanley vô cùng lo lắng. Người bạn của anh thấy thế thì động viên anh. Tên Vin đi tới chỗ hai người hả hê cà khịa Stanley. Hắn chế giễu bảo Stanley nhanh chóng đi kiếm một người mới về đây, không thì không kịp về sinh nhật con gái nữa đâu. Nghe thấy Vincent nói những lời đó, Stanley vô cùng tức giận và bật lại hắn. Bố mày không thích làm cho một thằng ngậm thìa vàng hậm hĩnh như mày. Thằng này đếch cần khách sạn 5 sao đâu. Tao nghỉ việc. Tên Vin không nói gì lặng lẽ rời đi. Stanley quay sang chỗ người bạn nhờ ông ấy giúp vào trận đấu sắp tới. Rồi sau đó Stanley đi vào với Bo trong sân đấu. Bo vì đã lâu không bị nhận một trận thua cay đắng như thế nên cảm thấy khá buồn. Mới ngày đầu tiên bắt đầu mà anh đã thất bại nên anh rất tự ti. Anh muốn buông bỏ và trở về quê hương. Nhưng Stanley không nghĩ thế. Anh động viên Bo, cậu có đủ yêu thích bộ môn này từ trái tim không? Tôi là một người yêu thích đam mê bóng rổ. Hàng ngàn người khác đang chờ đợi những người đam mê môn này thực sự. Đam mê luôn chiến thắng tài năng. Cậu có tài năng nhưng cậu có đam mê không? Điều này đã làm cho Bo phải suy nghĩ. Cậu có muốn là người giỏi nhất không? Có. Cậu có muốn chơi ở NBA không? Có. Vậy thì không bao giờ được lùi bước. Stanley đã sốc lại tinh thần cho Bo. Không thể nói mà không làm, Stanley ngay lập tức huấn luyện Bo. Sáng sớm hôm đó, Stanley gọi Bo dậy lúc 4 giờ sáng để đi chạy bộ. Stanley còn chu đáo tặng cho Bo đôi giày của Kubo, một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Sau đó anh lái xe đưa Bo đến chân đồi. Đây là một con dốc rất cao. Anh ra chỉ tiêu với Bo rằng, một vận động viên xe đạp đi hết quãng đường này trong vòng 2 phút. Nhưng Stanley muốn Bo ngày nào cũng phải chạy lên đến đỉnh trong vòng 1 phút 45 giây. Mặc dù rất ngắn, nhưng để đạt được ước mơ, Bo phải hoàn thành thử thách bằng được. Stanley thì có nhiệm vụ giám sát Bo, anh lái xe theo, bấm giờ và thúc giục Bo. Rồi ngày qua ngày, Bo đều dậy lúc 4 giờ sáng để tập chạy trên con dốc này. Chạy chán rồi thì đi tập luyện. Stanley đưa Bo đến sân tập bóng rổ. Anh nhờ đến những người bạn huấn luyện viên của mình để training cho Bo. Trong quá trình tập luyện thì Stanley cũng nhờ đến sự hỗ trợ của cô con gái Alex. Anh nhờ cô quay phim lại để làm tư liệu.
Vì Alex đang học đại học tại trường điện ảnh nên việc này khá là dễ dàng. Tập luyện xong, Stanley và Bo ngồi cùng nhau xem lại đoạn phim. Stanley nói cậu tập luyện rất tốt nhưng thứ duy nhất cản bước cậu là bộ não của cậu. Bo là người mới nên rất nhạy cảm. Chỉ mới vài câu kích đều mà anh ta đã muốn cầm bóng bỏ về nhà rồi. Sau đó Stanley đã huấn luyện cho Bo khả năng bình tĩnh bằng cách bắt cậu vừa ném bóng, vừa phải nghe những lời sỉ nhục. Cách này có thể khiến cho Bo quen dần với những áp lực trong trận đấu. Ném trượt quả nào là phải chạy bộ lên khán đài một vòng, không chỉ giúp Bo tập ném rổ, tập di chuyển, tập chiến thuật, Stanley còn chuẩn bị cho anh chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng, mà tất cả đều do Stanley bỏ tiền túi của mình ra. Điều đó cũng khiến cho vợ của Stanley khá lo lắng về khoản chi phí. Cô nhắc nhở Stanley nên tiết kiệm vì anh đã bỏ việc. Stanley hiểu vợ đang nghĩ gì nên anh cố gắng an ủi vợ bình tĩnh. Anh xin cô cho mình thêm thời gian rồi anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Về phía Bo thì anh cũng không làm cho Stanley thất vọng. Bất kể ngày nắng hay mưa anh đều chăm chỉ luyện tập. Dần dần tốc độ và thời gian chạy của anh đã được cải thiện. Rồi đến một ngày anh chạy thắng cả Quarry đi xe đạp. Anh chạy đến đỉnh dốc chỉ mất 1 phút 30 giây, còn trong tập luyện thì anh cũng đang dần tiến bộ. Anh chăm chỉ tập luyện các kỹ thuật chuyền bóng, ném bóng. Về thể lực anh cũng rất chăm chỉ tập thêm các bài tập với Tạ. Tối về thì tranh thủ chạy bộ trên cầu để cải thiện tốc độ. Trong trận đấu tập luyện gần như không ai có thể ngăn cản được anh ghi điểm và cũng không một ai có thể ghi điểm trước anh. Thời gian luyện tập cứ thế trôi qua. Ngày qua ngày, Bo chăm chỉ luyện tập. Trình độ của anh cũng tiến bộ rất nhanh. Đến khi mọi thứ đã bắt đầu đi vào đúng quỹ đạo thì Stanley dùng những mối quan hệ của mình để tìm kiếm cho Bo một trận đấu. Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, Stanley mời Bo đến nhà dùng bữa tối. Cậu ấy giờ đây như một người bạn thân thiết với gia đình Stanley. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Stanley bất ngờ có điện thoại, anh ra ngoài nghe máy. Người bạn cũ của anh gọi đến nói rằng anh ta không thể giúp Stanley được. Hóa ra tên Vincent đã điều tra về Bo. Hắn biết Bo đã từng có tiền án hành hung nên đã tung tin cho cánh nhà báo. Vào nhà mở máy tính lên xem thì thấy tên Vincent đang công khai chê bai Bo và Stanley trên sóng truyền hình. Nghe tin tức xong, Bo cũng nhận ra người đưa mình đến đây cũng sớm đã không còn làm ở đội bóng mà anh ta hứa cho mình gia nhập nữa. Bo liền thất vọng rời đi. Stanley lo lắng lái xe đuổi theo Bo để giải thích. Bo tức giận vì Stanley đã lừa dối mình. Hai người to tiếng với nhau ở giữa đường, Bo đi đến túm cổ Stanley. Điều này làm cho Bo tí nữa thì nhập kho. May mắn là Stanley trấn tĩnh được anh. Trên xe về khách sạn thì Bo mới bình tĩnh kể cho Stanley chuyện của bản thân. Hóa ra là vợ anh muốn giành lại quyền nuôi con. Vì nghe lời xúi giục của tên bồ, nếu có quyền nuôi con thì cô ta và tên bồ sẽ nhận được tiền trợ cấp hàng tháng. Vì không muốn rời xa con gái mình, Bo đã tìm đến tẩn cho tên bồ của vợ cũ. Tí nữa thì đi gặp tổ tiên. Cũng vì thế mà anh dính án suốt 8 năm nay. Stanley nghe xong thì cũng mở lòng mình ra. Anh cũng chia sẻ câu chuyện của mình. Ngày xưa anh cũng là một vận động viên có tiếng tăm của đội bóng, nhưng chỉ vì một lần uống say anh đã đi quá tốc độ. Vì để ngăn người bạn của mình bay ra ngoài cửa sổ nên Stanley đã đưa tay mình ra đỡ. Người bạn đấy chỉ bị bầm dập một chút, còn bàn tay của Stanley thì dập nát. Anh đã khiến cho đội của mình đánh mất cơ hội vô địch NCAA năm đó. Sau đó Stanley phải ngồi tù 6 tháng. Mọi thứ anh phấn đấu cả cuộc đời anh và mọi thứ anh muốn đều mất hết. Hóa ra người ngồi trước mặt Bo lúc này còn có những nỗi đau, nỗi buồn sâu thẳm hơn cả anh. Bo cứ thế im lặng đi lên phòng. Đêm đó, trong lúc cố gắng thuyết phục những tuyển trạch viên cho Bo một cơ hội, vì quá to tiếng nên cô con gái Alex đã nghe hết cuộc nói chuyện, hiểu được khó khăn và sự cố gắng của cha mình. Sáng hôm sau, Alex đưa ra đề xuất rằng muốn cho Bo nổi như cồn trên mạng, cô muốn giúp cha mình và Bo. Điều đó sẽ cho mọi người thấy được trình độ thực sự của Bo và giúp anh gây được sự chú ý. Vợ Stanley thấy thế liền gọi điện cho một người bạn, ông ấy là cựu siêu sao Julius Erving nổi tiếng. Muốn nhờ sự ảnh hưởng của ông để lan tỏa đến mọi người, Stanley đưa ra thử thách. Ai ném được trước cậu ấy và trúng vành rổ được sẽ được 50 đô, nếu vào rổ thì được 100 đô. Nếu hạ được cậu ấy trong một trận một đấu một thì tiền thưởng sẽ là 1.000 đô. Mọi người ở đấy nghe thấy vậy thì vô cùng hứng thú. Ai cũng muốn được so tài với Bo và nhận tiền thưởng. Từng người một tiến lên solo với Bo nhưng đều thất bại trước anh. Thấy Bo chơi bóng rất hay nên ai nấy đều lấy điện thoại ra quay phim, livestream. Nhờ thực lực cộng với sức mạnh của truyền thông đã khiến cho cái tên Bo Cruz trở thành top trending trên mạng. Không một ai có thể qua được cậu ấy. Những sao bóng rổ cũng đều hâm mộ anh ấy. Điều này cũng làm cho những phóng viên thể thao đưa ra một câu hỏi, Bo Cruz là ai? Tại sao lại không cho cậu ấy tham dự NBA? Cậu ấy sẽ là một huyền thoại trong tương lai. Không chỉ có vậy, một số cầu thủ bóng rổ nổi tiếng còn đến tham gia thử thách với Bo. Tài năng của anh có thể sánh ngang với họ. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng ai cũng có thể nhìn thấy rằng Bo chẳng khác nào một ngôi sao bóng rổ cả. Giờ đây Bo chẳng khác gì một cầu thủ nổi tiếng, đi đâu cũng được cánh nhà báo săn đón. Stanley cũng dành rất nhiều sự quan tâm cho Bo. Trước ngày tham dự trận đấu, Stanley đưa con gái và mẹ đến với Bo. Bo rất bất ngờ và vui mừng khi được gặp lại con gái. Đây như là một liều thuốc tinh thần cho anh vậy. Tối đến, Stanley còn đến quan tâm động viên khích lệ Bo, nói với anh những điều quan trọng trong trận đấu ngày mai. Vì giờ đây Bo đã là người nổi tiếng. Mỗi hành động cử chỉ đều có thể đem lại vinh quang cũng như rắc rối đến cho anh. Sáng hôm sau họ có mặt đúng giờ tại buổi thi đấu. Trước khi bắt đầu trận đấu, các cầu thủ phải hoàn thành một số bài kiểm tra. Mọi người đều ấn tượng trước kết quả mà Bo đạt được. Anh ném rổ 10 quả thì trúng cả 10. Trận đấu thực sự đã đến.
tên đều Kermit đương nhiên cũng có mặt ở đây. Vì ngứa mắt với Bo nên Kermit nhanh chóng đến khích đều Bo như lần trước, nhưng lần này Bo không còn dị ứng với những lời nói đó của Kermit. Trong trận đấu anh lần lượt ngăn cản những pha ghi điểm của Kermit, anh ghi bàn tằng tằng trước mắt Kermit. Tên Vin thấy vậy thì vẻ mặt bắt đầu biến sắc, những người tuyển trạch phía sau thì đang thèm khát anh. Nhưng Kermit đã phát hiện ra trên khán đài có con gái của Bo, hắn biết đây chính là điểm yếu của anh nên hắn lại khiêu khích anh. Khi không thấy mẹ cô bé đâu, Kermit liền bảo, mẹ nó đâu, ở Tây Ban Nha có luật được sinh con với mẹ mình à. Những điều này dường như đã chạm phải nỗi đau quá khứ của Bo, anh đã không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Stanley ngồi trên khán đài thấy không ổn chạy xuống bảo với huấn luyện viên cho Bo nghỉ, nhưng huấn luyện viên đang hăng nên không quan tâm. Stanley, chúng tôi lo được. Stanley đứng ngoài thì lòng như lửa đốt, tâm lý của Bo dần dần bị đả kích bởi Kermit. Hắn lại buông lời cà khịa Bo, mẹ nó ở đâu, đang cặp với người khác rồi à, bảo cô ấy cặp với tôi nhé, tôi sẽ là bố dượng tuyệt vời. Sau đó hắn vẫy tay với con gái anh, không nhịn được nữa Bo đẩy hắn ngã xuống. Cũng may là Bo không làm gì quá đáng, sau đó anh tức giận rời đi. Nhưng hành động này đã khiến cho Bo mất điểm trước khán giả, làm cho những luồng chỉ trích hướng về anh. Stanley lúc này cũng đã mất phương hướng, ngồi lại tâm sự với người bạn thân. Ở khách sạn, Bo cùng mẹ của mình đang thu dọn hành lý để trở về. Mẹ anh cố gắng an ủi anh sau những chuyện vừa xảy ra. Bo lúc này mới tự trách mình, anh đã gây ra sai lầm. Nghe được những lời của mẹ anh rơi nước mắt. Hôm sau, Stanley đưa Bo và gia đình anh trở về quê hương. Nhưng do một số lý do nên Stanley không thu xếp cho cả nhà đi cùng chuyến được. Trên đường ra sân bay, Bo nói chuyện với Stanley và biết được anh đã chu cấp cho cậu từ trước đến giờ mà không oán trách một lời nào. Sau đó họ đã đến sân bay. Trước khi đi, Stanley bày tỏ lòng mình rằng, được huấn luyện cậu là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Bo cũng rất cảm kích và ôm chầm lấy Stanley. Khi hai người đang chào từ biệt nhau thì Stanley có một cuộc điện thoại từ người bạn của anh. Đầu dây bên kia nói rằng ông ấy đã sắp xếp được một trận đấu cho Bo. Một trận đấu mở, bí mật với giới báo chí. Có rất nhiều cầu thủ và ban lãnh đạo đến. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu ấy được chọn. Sau khi biết được địa điểm trận đấu thì Stanley nhanh chóng quay lại tìm Bo. Stanley quyết định không để mất cơ hội một lần nữa. Anh phi xe hết tốc độ đưa Bo đến trận đấu sống còn này. May mắn thay họ đã đến kịp giờ. Trong trận đấu Bo thể hiện rất tốt trước những ban huấn luyện, anh mặc kệ trên sân có Kermit hay bất kỳ ai muốn ngăn cản mình, Bo không còn gì để mất nữa nên anh chơi cực kỳ thoải mái. Bo khóa chặt Kermit khiến hắn gặp khó khăn, làm hắn liên tục ném bóng lỗi và không ghi được bàn thắng nào. Đến lượt Bo phản công thì anh ném bóng không trượt phát nào, cú nào cũng là cú ném xa và vô cùng đẹp mắt. Stanley lúc này trông như một ông bố đang hãnh diện vậy. Tên Kermit không biết lượng sức mình nên vẫn muốn tấn công, nhưng một lần nữa Bo dễ dàng outplay lại hắn. Sau đó lại liên tục là những pha ghi bàn của Bo. Bo như một siêu sao trên sân vậy. Rất nhiều tuyển trạch viên muốn đến hỏi Stanley về việc tuyển Bo. Lúc này con gái út của chủ tịch xuất hiện. Qua cuộc nói chuyện, Stanley biết chuyện Vincent đã làm rối tung mọi chuyện lên và để đội bóng thua lỗ. Bây giờ mọi quyền quyết định đã trao về tay cô con gái của chủ tịch là Kat. Kat cũng là người nhận ra tài năng của Stanley. Sau đó cô cũng ngỏ lời mời Stanley quay lại làm trợ lý huấn luyện viên. Anh rất vui mừng. Stanley hướng về phía Bo đang thực hiện pha ghi bàn cuối cùng. Và thế là ước mơ của họ đã thành hiện thực. 5 tháng sau, Philadelphia 76 và Boston bắt đầu một trận đấu với nhau. Stanley lúc này hiện là trợ lý huấn luyện viên của Philadelphia và Bo hiện đang chơi cho đội Boston Celtics. Hai người họ giờ đã ở cương vị riêng. Mặc dù là đối thủ của nhau nhưng cả hai đều rất tôn trọng nhau. Stanley đối với Bo như là một người đưa anh đến vinh quang. Còn Bo đối với Stanley thì là một người đã làm rực cháy lên đam mê và đem đến thành công như ngày hôm nay. Đây là một trong những bộ phim truyền cảm hứng rất hay cho chúng ta. Mỗi người đều có một ước mơ và khát vọng riêng. Và trên con đường đi đến ước mơ đó chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đừng để những khó khăn nó làm ảnh hưởng đến ước mơ của mình. Hãy lắng nghe chính mình và không bao giờ được lùi bước. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.